hiện nay tình trạng lừa đảo về khoản tiền thuế nộp thừa đang lan rộng tại séc bởi hiện đang là thời điểm kết thúc kỳ quyết toán thuế vụ lừa đảo bắt đầu bằng việc nạn nhân sẽ nhận được một tin nhắn sms có đường liên kết khi nạn nhân mở đường link này sẽ dẫn đến trang web moe daniel giả mạo những kẻ lừa đảo sử dụng logo cầu kỳ đúng phông chữ và màu sắc của sở thuế nhưng người dân cần biết rằng sở thuế sẽ không thông báo về khoản tiền thuế nộp thừa qua tin nhắn có chứa link như vậy mà khoản tiền nộp thừa sẽ tự động được chuyển đến tài khoản sau khi người dân nhập thông tin chi tiết ngân hàng trên trang web giả mạo những kẻ lừa đảo sẽ truy cập được vào tài khoản của nạn nhân do đó cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên nhấp vào bất kỳ liên kết nào được gửi qua tin nhắn sms hoặc email tội phạm trên môi trường trực tuyến ngày càng gia tăng, kẻ phạm tội còn kết hợp với nhiều hình thức lừa đảo khác nhau. Chẳng hạn chúng thường giả làm nhân viên ngân hàng, nói chuyện qua điện thoại hàng giờ với nạn nhân và thao túng nạn nhân, chuyển tiền trong tài khoản đi nơi khác, chẳng hạn như vào Bitcoin Mart. Do đó, cảnh sát cảnh báo người dân nên thận trọng trước những tin nhắn hay email lừa đảo để không mất tiền oan.